Xin chào cả nhà. Cái sữa rửa mặt này tạo được nhiều bọt thì mình thấy đúng là hàng hiếm. Thì so với các sữa rửa mặt khác thì cái sữa rửa mặt kim này thì nó tạo được bọt. Thì trong cái quá trình mình rửa mặt thì cái bóng bóng bọt này nó sẽ không có tan đi. Và một cái nữa là cái bọt bong bóng này nó siêu nhỏ và mịn luôn. Cho nên là mình cứ muốn rửa mặt hoài, giống như xả được stress. Rửa mặt kim này nó hạn chế được ma sát giữa tay và da, giúp chống lão hóa sớm, chảy xệ, giúp thông thoáng lỗ chân lông. Và với cảm giác da của mình sau khi rửa mặt thì thấy là sạch bụi bẩn, nó rất là mềm mịn, da không bị căng ráo. Nói chung là sữa rửa mặt kim này nó đáp ứng được nhu cầu khó chịu của các loại da giống như da của mình đây.